hướng dẫn cách ứng tiền Viettel 50k nhanh nhất. Ứng tiền Viettel là một phương pháp cứu cánh trong trường hợp khẩn cấp khi tài khoản không còn tiền, giúp thu e-bao không bị gián đoạn quá trình sử dụng. Cùng xem cách ứng tiền Viettel 50k, 10k, 20k, 70k, 100k đơn giản từ gói cước di động nhé. Điều kiện để được ứng tiền: thuê bao Viettel trả trước đang hoạt động 2 chiều, có mức phát sinh nạp thẻ trong 3 tháng gần nhất phải tối thiểu 70.000 đồng. Phí dịch vụ là 15% mỗi lần ứng thành công và được trừ vào tài khoản chính sau khi nạp thẻ. Mức tiền được ứng dao động từ 5k, 10k, 20k, 70k, 100k. Hướng dẫn cách ứng tiền Viettel 5k, 10k, 20k, 50k, 70k, 100k. Cách 1. Ứng tiền qua USSD, bấm sao 918 thăng OK. Cách 2. Ứng tiền qua cú pháp tin nhắn, soạn UT gửi 9118. Một số gói 4G Viettel ưu đãi data khủng. 1. Gói ST90 Viettel ưu đãi 30GB và miễn phí truy cập TikTok. Cước phí 90.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 30 ngày. Cú pháp ST90, dấu cách, on gửi 9123. 2. Gói ST70K Viettel ưu đãi 15GB và miễn phí truy cập TikTok. Cước phí 70.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 30 ngày. Cú pháp ST70K, dấu cách, on gửi 9123. 3. Gói ST120K Viettel ưu đãi 60GB và miễn phí 25GB lưu trữ trên dịch vụ Liferbox. Cước phí 120.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 30 ngày. Cú pháp ST120K, dấu cách, on gửi 9123. 4. Gói ST150K Viettel ưu đãi 90GB, 25GB lưu trữ dịch vụ Liferbox và miễn phí xem truyền hình TV360. Cước phí 150.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 30 ngày. Cú pháp ST150K, dấu cách, on gửi 9123. 5. Gói V120N Viettel ưu đãi 120GB và miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút. Cước phí 120.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 30 ngày. Cú pháp V120N, dấu cách, on gửi 9123. 6. Gói UMAX 50N Viettel ưu đãi 5GB data tốc độ cao, hết 5GB truy cập tốc độ 30MB mỗi giây. Cước phí 50.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 30 ngày. Cú pháp UMAX 50N, dấu cách, on gửi 9123. Hy vọng rằng bạn sẽ chọn được cho mình gói cước phù hợp. Đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share video của gói cước di động nhé.